Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức ha. Thì hôm trước mình có làm một cái video hướng dẫn các bạn tạo ra một cái phụ đề tự động. Thì cái cách này á, các bạn sẽ làm trực tiếp trên YouTube luôn ha. Thật ra thì trước cái video này đó, mình có làm một cái video nữa là hướng dẫn các bạn sử dụng một cái phần mềm là AutoShop. Thì phần mềm đó nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể chuyển cái giọng nói trong cái video á thành cái phụ đề. Tuy nhiên thì có một số bạn sử dụng AutoShop các bạn bị lỗi, thì có khả năng máy tính các bạn nó cài thiếu một cái gì đó thì mình cũng không rõ ha. Thế thì nếu mà cái máy nào mà các bạn không sử dụng AutoShop tốt á, thì các bạn nên sử dụng cái phần tạo phụ đề trực tiếp trên YouTube luôn ha. Tuy nhiên thì cái video này á, mình up lên á, thì có khá nhiều bạn phản hồi với mình là các bạn cũng không tạo được phụ đề luôn, mà các bạn chỉ tạo ra được những cái mốc thời gian thôi trong cái video đó. Thế thì cái video này đó, mình sẽ nói rõ hơn cái nguyên nhân tại sao các bạn không làm được. Thì ở đây á, YouTube họ có một cái link cũng nói rất rõ về cái chuyện này. Thì lát nữa mình sẽ để cái link này ha trong cái mô tả của video, để các bạn có thể xem những cái thông tin trực tiếp từ Google để các bạn nắm được cái quy luật. Thì ở đây mình cũng sẽ lướt qua một số cái ý chính nha. Thì ở đây á, họ nói về cái phần mà tạo ra phụ đề á, đối với những cái video mà chúng ta yêu cầu. Thì ở đây Google nó nói rất rõ ha, phụ đề tự động có sẵn cho những cái ngôn ngữ, ví dụ tiếng Anh, Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật ha, vân vân. Ở đây thì các bạn thấy là nó chưa có ghi là hỗ trợ sẵn cho tiếng Việt Nam nha. Thì có thể ngôn ngữ tiếng Việt á, họ đang sử dụng ở mức độ là thử nghiệm thôi. Cho nên cũng chưa có hoàn chỉnh ha. Thì các bạn thấy Google nó ghi rất là cụ thể ha. Chúng ta chưa thấy có tiếng Việt ở đây. Cái video này thì mình chỉ nói cái nguyên nhân thôi ha. Còn cái cách mà làm như thế nào á, thì lát nữa mình sẽ để cái video hướng dẫn ở dưới cái video này. Tức là mình sẽ để cái link trong mô tả video hoặc là trong cái bình luận game nha, để các bạn có thể xem lại. Thì ở đây á, Google nó ghi một số cái trường hợp mà các bạn có khả năng bị lỗi khi mà các bạn tạo ra phụ đề. Thì nếu mà video các bạn mà nó bị những cái lỗi được nêu ở đây á, thì các bạn cố gắng xử lý nha, để các bạn có thể tạo ra phụ đề cho cái video trên YouTube của mình. Thì cái ý đầu tiên nó nói là phụ đề chưa khả dụng do âm thanh phức tạp. Thì cái âm thanh phức tạp ở đây á, các bạn hiểu á, có nhiều bạn làm vlog á, các bạn ưa chèn một cái nhạc nền nhẹ nhẹ ha, nó phát ở dưới video á, để cho người xem người ta đỡ chán hơn á. Tuy nhiên cái việc mà để cái nhạc nền như vậy á, nó sẽ khiến cho cái công nghệ máy học á, chuyển cái giọng nói sang cái phụ đề, nó sẽ không có nhận dạng được ha. Cho nên nó dẫn đến cái chuyện là nó sẽ không tạo ra phụ đề được. Cái phần thứ hai đó, thì các bạn thấy là cái ngôn ngữ trong video á, chưa có được hỗ trợ tạo ra phụ đề. Thì như lúc đầu mình nói đó, cái ngôn ngữ tiếng Việt hiện nay á, nó cũng chưa có đưa vào cái phần chính thức là được hỗ trợ nha. Thì nó chỉ mới được sử dụng ở mức là thử nghiệm thôi. Cho nên có khả năng là vẫn chưa có tốt được ha, cho nên các bạn phải chấp nhận chuyện này. Cái thứ ba là cái thời lượng của video quá dài. Thì quá dài ở đây người ta không nói cụ thể là bao nhiêu ha. Tuy nhiên những cái video trên kênh Kiến Thức á, mình làm hơn 10 phút, mình vẫn thấy nó tạo được bình thường nha. Tiếp theo thì những cái video có chất lượng âm thanh kém. Chất lượng âm thanh kém là như thế này nè. Có nhiều bạn làm vlog đi, các bạn sẽ dùng cái điện thoại á, các bạn quay. Khi mà các bạn quay ngoài trời á, thì có khả năng là sẽ có nhiều cái tạp âm, ví dụ như tiếng gió nè, tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa, vân vân. Thì do có nhiều cái tạp âm như vậy đó, thì YouTube sẽ rất là khó để có thể chuyển cái giọng nói của bạn sang cái phụ đề. Hoặc là cái ý này ha, chứa cái giọng nói mà YouTube không nhận dạng được. Thì ví dụ như ở Việt Nam mình á, nó có nhiều cái vùng miền. Thì có những cái vùng miền các bạn nói rất là khó nghe. Ví dụ như người giao tiếp với các bạn mà nghe các bạn nói cũng có thể không hiểu ha. Thế thì YouTube nó cũng sẽ giống giống như vậy. Công nghệ máy học của nó chưa có đủ thông minh, thì nó sẽ không có xử lý được cái trường hợp trọng của vùng miền. Tuy nhiên đây là công nghệ máy học thì nó sẽ học từ từ ha. Có thể thời điểm này nó chưa làm được, nhưng mà sau đó đó công nghệ nó sẽ được cải tiến hơn, tức là nó sẽ thông minh hơn á. Thì nó có thể hiểu được cái giọng vùng miền của các bạn, thì lúc đó nó sẽ tạo được phụ đề. Và cái kế tiếp thì đoạn đầu của video không có lời thoại trong một khoảng thời gian dài, thì cái trường hợp này cũng không tạo được phụ đề.
Và cái cuối cùng là có nhiều người nói, và lời nói của những người này á, nó đang xen với nhau. À, tức là khi mà các bạn tạo ra một cái buổi hội thảo chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể trao đổi với nhau ha, người này nói, người kia nói, xen kẽ với nhau. Thì trong trường hợp mà giao tiếp phức tạp như vậy á, thì cũng rất là khó để có thể chuyển giọng nói thành một cái phụ đề. Thì đó là một số cái lưu ý mà YouTube người ta đưa ra để các bạn có thể xử lý trong trường hợp video của bạn không tạo được phụ đề tự động nha. Ngoài ra thì ở đây nó cũng có một cái ý nữa dành cho phụ đề tự động khi mà phát trực tiếp. Thì ở đây á, YouTube người ta ghi rất là rõ ha. Hiện nay thì họ chỉ triển khai cái phụ đề tự động á cho những cái sự kiện trực tiếp, tức là livestream đó, trên những cái kênh tiếng Anh thôi. Và có cái số người đăng ký là 1.000 người trở lên. Thì các bạn phải lưu ý chỗ này. Thì khi mà các bạn đáp ứng được cái yêu cầu của YouTube thì các bạn mới có thể tạo phụ đề khi mà các bạn phát trực tiếp nha. Thì bên dưới thì YouTube cũng ghi khá rõ ha, một số cái trường hợp khi mà các bạn phát trực tiếp á mà các bạn tạo phụ đề thì có khả năng sẽ xảy ra sự cố. Thì các bạn phải xem những cái trường hợp đó là trường hợp gì ha. Ví dụ như kênh của bạn phải là kênh tiếng Anh nè, có tối thiểu 1.000 người đăng ký. Và khi mà phát trực tiếp á thì cái việc mà sử dụng phụ đề á thì nó sẽ có khả năng dẫn đến độ trễ ha. Nó nói là khi mà phát trực tiếp á thì có khả năng á cái phụ đề của các bạn á, nó sẽ bị trễ hoặc là siêu trễ. À, trễ ở đây là như thế nào? À, bởi vì khi mà các bạn phát ra giọng nói thì YouTube nó mới sử dụng cái này để nó tạo ra phụ đề. Cho nên phụ đề nó sẽ được tạo ra sau. À, cho nên trong trường hợp này á, phụ đề có khả năng là sẽ không có phát kịp với cái giọng nói của bạn, cho nên nó gọi là độ trễ ha. Và cái trường hợp thứ ba là ngôn ngữ trong cái video sử dụng á nó chưa được hỗ trợ thì lúc này phụ đề cũng không tạo được nha. Và cái trường hợp thứ tư là chất lượng âm thanh kém, thì cái này nó cũng giống giống như cái phần bên trên thôi, tức là âm thanh nó bị rè, âm thanh có nhiều tạp âm hoặc là có nhiều người nói xen kẽ với nhau thì nó sẽ không có nhận dạng được. Cái ý cuối cùng thì nó nói là có nhiều người nói nè, lời nói đang xen nè, hoặc là cái video này có nhiều cái ngôn ngữ cùng lúc. À, ví dụ trong cùng một cái video mà sẽ có nhiều cái người ở nhiều quốc gia nói với nhau. À, ví dụ một anh nói tiếng Anh, một anh nói tiếng Pháp, một anh nói tiếng Ý chẳng hạn. Thì trong trường hợp này á, máy học của YouTube sẽ rất là khó để có thể tạo ra cái phụ đề cho cái video của bạn trên YouTube ha. Thì cái video này á, chủ yếu là mình chia sẻ những cái phần mà có khả năng khiến cho cái video của bạn á, nó không tạo ra được phụ đề tự động. Thì các bạn phải xem kỹ những cái vấn đề cần khắc phục ha, để các bạn có thể tạo ra cái phụ đề cho video trên YouTube hoàn toàn tự động nha. À, các bạn nên tham khảo lại cái video cũ mình để trong mô tả của video ha, để các bạn có thể làm cái việc này tốt hơn. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Chào các bạn.